hai đứa nó không sao rồi, còn ngồi nhìn tụi nó chằm chằm nữa. Đúng là không ngờ luôn đó. Từ Thiên Đường và Thục Mai đang bình thường mà sao tự nhiên là xảy ra chuyện chứ. Đúng là chết đi sống lại mà. Hai chú ba cũng chết đi sống lại rất nhiều lần mà. Mai à. Ừ? Vào ngày 28 tháng này em có bận việc gì không? Ngày 28 tháng này là thứ mấy vậy? Là vào ngày cuối của tuần cuối cùng này. Hình như không có hẹn. Thời tiết ngày hôm đó, thời tiết cũng không tệ chút nào, trời cũng có nắng, khô thoáng, chụp hình chắc sẽ ổn lắm. Chuyện gì vậy? Muốn dẫn em đi leo núi hả? Số căn cứ của em là số mấy vậy? Làm gì vậy? Anh đang hẹn đăng ký kết hôn trực tuyến. Anh điền xong hết các mục khác rồi, chỉ thiếu mỗi số căn cứ của em. Từ Thiên Đường, anh làm gì vậy? Mai à, nếu như thời khắc này anh phải chết, điều anh hối hận nhất khi không làm chính là chưa cầu hôn với em. Anh cũng biết có vẻ hơi sơ sài, nhưng mà anh không muốn hối hận, cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Nhẫn cưới và những thứ khác anh sẽ bù sau cho em. Hai con cá này chính là người chứng hôn cho chúng ta. Trịnh Thục Mai, em có đồng ý lấy anh không? Người chứng hôn cũng không phản đối, chắc em sẽ nhận lời chứ đúng không? Cho dù phản đối anh cũng không biết đâu ha. Tụi nó sẽ không phản đối đâu. Em đồng ý. Cảm ơn em, Thục Mai. Cơ quan an ninh tình báo có rắc rối, hệ thống máy tính của The Core bị hacker tấn công. Cô bây giờ ai làm không? Ngay từ lúc phát hiện đã tiến hành việc bám đuôi ngược. Căn cứ vào cách thức xâm nhập và thời gian mà nói, tôi cảm thấy có thể liên quan tới một tổ chức hacker quốc tế. Tổ chức hacker quốc tế đã sẽ đột nhiên nhắm vào chúng ta vậy? Không lẽ được ai nhờ giả? Cũng có thể. Sau đó chúng tôi đã dùng số liệu lớn để phân tích. Chúng tôi cũng muốn biết rốt cuộc ở Hồng Kông người có mối quan hệ với nhóm hacker này là ai. Kết quả chúng tôi điều tra được, gần chúng ta có một người quen biết nhóm hacker này. Đó là ai vậy? Trịnh Thục Mai. Vậy tức là họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Xem ra phải làm cái gì rồi. Còn nữa, cô ta lấy lịch sử hoạt động của The Core, dữ liệu ở trong đó chính là lịch sử những việc tôi giúp anh làm. Về lịch sử có sửa đổi thân phận trẻ chết ông của tôi đã bị họ lấy được chưa? Tôi chưa xác định, nhưng nguy cơ rất là lớn. Lần này cô ngăn được Trịnh Thục Mai, cũng sẽ còn lần sau nữa. Caro cũng được mà. Bộ nào cũng đánh dấu chéo, để ý gì đấy? Có nghĩa là không thích đâu, có khác gì ngày thường đâu. Thì em nói đừng nghiêm túc quá mà. Chứ để bây giờ không phải nghiêm túc hay là không, em chỉ là không thích quần áo của anh, bộ nào cũng lòe loẹt nhiều màu mèo quá thôi, với lại hơi bó quá. Nếu như em nói như vậy, tức là em không thích phong cách ăn mặc thường ngày của anh rồi, có đúng không? Em nói vậy hoài mà.
Em không thích cái kiểu thường ngày của anh, màu mè quá, giống như đi thi Nam Dương vậy. Thật ra thì anh cũng đã lớn tuổi rồi. Bộ em không thích phong cách thiên đường này của anh lắm sao? Em chỉ muốn hôm đó hai chúng ta có thể đặc biệt hơn thôi, được không? Phụ nữ các em đúng là lúc này lúc khác mà. Lúc thì nói thích, lúc hứng lên thì nói là không thích. Để anh mặc bộ khác cho em coi nha. Ừ, được đó. Vợ của anh là nhất mà. Ngoan. Chưa có chính thức cưới em đâu nha. Mai, có phải có tin gì mới không? Bạn tôi đã hát được vào lịch sử hoạt động của Trương Kỷ Hoàng lúc tới Hồng Kông, nhưng cần có thời gian mã hóa. Chút nữa hẹn gặp anh ở tầng hầm, dùng máy tính của tôi để xem. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Hẹn gặp cô sau. Bộ này chắc đủ nghiêm túc rồi chứ hả? Nhìn cứ giống như nhân viên nhà hàng vậy. Thực sự không chịu được mà. Cho hỏi mấy chỗ gì? Nhà trai hay nhà gái đi? Mai, sao đây? Anh chọn bộ này em nhìn đã thấy đủ nghiêm túc chưa? Bảnh mà. Có thật không đây? Anh mặc bộ này vào anh thấy không phân biệt được đây là chú rể hay là phục vụ nhà hàng nữa. Em nhìn đi, cái này mà chụp hình là cả đời luôn đó. Nè, đẹp trai quá nên chóng mặt hả? Em nhìn đi. Không sao, em có phần quà cho anh. Quà sao? Cái gì đây? Giúp em cầm. Wow, em chọn cũng hợp quá chứ. Có biết thắt không đi? Đừng có thắt anh giống như đồng quân nha. Mày, mày, mày. Bác sĩ. Bác sĩ, tình hình của cổ sao rồi? Chúng tôi phát hiện đằng sau cổ của bệnh nhân có một lỗ kim. Có lẽ cô đã bị người khác tiêm chất độc gì đó, dẫn tới hệ thống miễn dịch của cổ tổn hại. Đồng thời cùng lúc xuất hiện chứng nhiễm trùng máu. Trước khi chúng tôi chưa làm rõ loại độc tố này, chúng tôi cần cách ly cổ. Có điều dựa theo tình trạng hiện giờ không mấy lạc quan lắm. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Cái gì mà chuẩn bị tâm lý chứ? Lúc nãy khi cổ nói chuyện điện thoại với tôi còn bình thường lắm mà. Bác sĩ, anh cứu sống cổ giùm tôi đi. Anh bình tĩnh lại một chút đi. Bác sĩ à, làm ơn đi. Anh cứu sống cổ giùm tôi đi. Thiên đường à. Ông cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Mấy con cá vàng. Thục Mai mệt rồi. Thục Mai muốn nghỉ ngơi. Em có còn nhớ lần trước lúc mà hai chúng ta bị bắt cóc, câu chuyện mà anh nói với em không? Một câu chuyện về đào kiếm. Đã 10 năm không ngừng luyện tập, chỉ vì muốn đợi tới ngày hôm nay. Bây giờ anh ta đã muốn thay đổi ý định.
Em không muốn anh dùng cuốn sổ này dựng lại Trường Hưng, thống nhất hai giới trắng đen. Em không để anh được toại nguyện đâu, Ngụy Đức Lễ. Tôi biết anh không phải Mad Men, không phải cảnh sát New Zealand, càng không phải Ân Thiên Hiệp. Tôi biết thân phận thật sự của anh. Chắc anh cũng đã biết phát hiện được thân phận thật sự của tôi sẽ có kết cục ra sao. Cảnh sát nổ súng là để chế ngự tội phạm, phát súng chí mạng đó không phải tôi bắn.